2:30 sáng tụi mình sắp xếp xe, chuẩn bị bỏ xe lên bán tải, và 3:00 tập trung, mọi người tập trung tại nhà hát thành phố và chuẩn bị xuất phát ra về Bào Trắng để dự đại hội mô tô ha anh em ha. Thì hôm nay thì mình chở hai em này xuống đó để dự cho nó sơm vui sơm tụ rồi. Ok anh em, hãy đón xem chuyến hành trình này nha. Ok anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Một anh em mình thiếu dây cho nên mình phải bỏ lại một con, mà mình chỉ đem theo một em R1 thôi nha. Đó, bây giờ chuẩn bị anh em xuất phát nè, ở đây toàn là xe kỳ cựu không nha anh em. Con này con gì anh? Tất cả mọi người đang đổ về nha anh em. Đó, còn đang đổ về đây. Đấy, đổ về rất là nhiều, rất là tấp nập. Thank you.
quá trời đông luôn. Quay nè, quá trời đông luôn. Đó, quay quay xe cho anh em coi. Quá trời đông luôn anh em. Một đống xe luôn, coi em coi ngắm đã luôn á. Không những xe mình mà những xe này cũng để trên đây nè anh em thấy không? Để trên đó luôn. Hello. Hello. Em để xe đút luộc ở trên kia luôn. Dạ. Đi bộ xuống đây. Trời ơi, giờ đâu có đi xuống đây được nữa. Dạ. Xuống được rồi. Công an bắt đậu xe đây rồi. Bắt đầu. Anh không dám ra, trời ơi. Để xuống xe thì cỡ chi giá. Đông quá anh em, bây giờ hết chỗ luôn á, xe mình phải để ngoài kia đó. Chứ đem vô đây để ngoài nắng cũng vậy rồi anh em ạ. Giờ đâu chạy chậm được không? Ừ, đó vậy rồi. Chưa nắng mặc đồ kìa. Đông kìa. Thôi rồi. Cộp nha, cộp. Chìa khóa rồi một em giữ đúng không? Em nãy mới đưa anh bỏ vỏ. Chìa khóa của anh bị giữ đúng không? Nhưng mà bây giờ không? Quá trời xe luôn. Làm em tưởng tượng tới ông nội Bình Dương. Không mà không quen biết bà đó. Có hơn đúng không? Có hơn là dễ quá.
Thì mấy bữa anh em mình coi mấy xe kia nhiều rồi, bây giờ coi mấy xe cổ cổ nè, thấy không? Vàng rồng, quá trời vàng rồng luôn. Đó, quá trời vàng rồng luôn. Xe này vàng 9 số 9 luôn á. Rất là đẹp. Đây à. Tuyệt vời. Đó. Quá đẹp luôn. Vậy con này là biết là Ducati nè. Ducati làm lại nè anh em. Thường ngày coi sport bike với lại naked là nhiều rồi, bây giờ ra đây coi mấy con này ha. Này nè. Đẹp ha, đẹp ha. Em không quay chi tiết mấy cái này nè, rất là đẹp. Đẹp ha. Con này là con rắn hổ mang nè anh em. Mấy con này tốn tiền chạy nóc lắm á.
cái đầu cây tem kìa, cái đầu cây tem. Con kia giống trong phim cái gì? Trong phim gì đậu sọ? Ghost Rider. Bên nhà anh thấy con này hình như là ZX16R đúng không? 14. 14 16 gì đó. Xe này nó có lúc bi chưa có sinh ra luôn á. Rồi. Mấy con này độ dọn lại hết đẹp ghê luôn. À, mấy con như này. Em quay từ từ thôi để dễ xem. Con này cũng đẹp nè, con này dáng giống Batman đó. Con này giống trong phim Batman. Đúng rồi, đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp ha. Nhưng mà anh em cái nắng màu trắng này á, nó nắng cực kỳ và nó bụi cực kỳ luôn. Xe mình nghĩ là lao rồi mà bây giờ bụi quá trời bụi luôn. Bụi ơi là bụi luôn á. Bụi cực kỳ, nắng cực kỳ luôn. Con này cũng đẹp quá nè. À. Cái cây Olin nè, bay. Cây Olin nè. Rồi, quay vòng đây đó, quay vòng đây cho anh em xem. Em tập trung em quay lên, đừng có ly ra ngoài. Ủa. Đúng rồi. Mà cái bánh này nó bự anh em ạ, bánh này bự ơi là bự luôn á. Bự cực kỳ bự. Bự ơi là bự luôn. Thấy không? To. Đây gọi là bánh béo. Bánh béo. Đây cũng to. To quá trời to. Quay chơi vui thôi nha, chứ mấy cái dòng này bên mình ít review á, thấy lạ quay cho anh em. Con nào bánh cũng béo à, béo ú luôn. Béo ú. Má, coi cộng sên nè. Cộng sên nè. Với em người uống rồi mà lại. Bánh béo à. Con này cũng bánh béo luôn. Con này đẹp ha, con này đẹp ha. Con này để trưng bày là đẹp. Nói chung sau này mở showroom bự á, có mấy con này trưng đẹp rồi. Anh em lưu ý nha, xe này là không có được ngồi thử nha anh em. Không vui lòng là không ngồi lên xe nha. Đó. Xe trưng bày không ngồi lên xe. Rồi ok. Mệt quá, ngủ một giấc. Ngủ một giấc dậy anh em đi ngủ hết rồi. Có nghĩa là lúc mà mình ngủ là anh em chơi. Lúc mà mình dậy là anh em đi hết tiêu rồi. Lúc mà mình dậy là anh em đi ngủ rồi. Mấy ông ngủ hết rồi. Giờ còn mình thức rồi. Lúc á mà mình ngủ á là đồng đội mình thức, là đồng đội mình nãy giờ quậy rồi. Còn lúc á mình thức á là đồng đội mình đi ngủ lại rồi. Thì bây giờ mình lấy xe, mình sẽ dạo một vòng cho anh em ngắm xe chơi ha, là bữa nay đại hội là có bao nhiêu xe ha, bây giờ thì ít xe rồi. Nhưng mà mình chạy một vòng chơi cho anh em ngắm xe. Rồi ok, lấy máy quay lên xe liền. Rồi đúng lúc mình ngủ á nha, thì mấy ổng đi coi mấy cái này nè đó. Bây giờ đâu còn đâu, bây giờ toàn trong điện thoại mà đó. Đấy đây, cái này là sáng hả? Hồi sáng đại hội à? Mới sáng luôn đó. Lúc mình ngủ rồi mấy ổng coi mấy này đó. khoái lắm. Rồi chụp hình đồ đây. Sao giống trai vậy ta? Ê, giống trai vậy? Giống trai không? Trai hay gái? Anh Tùng nấp ơi, nấp cho mấy em cái đoạn đường.
Cao tốc anh em, mình đi cao tốc cho nên mình đi về riêng.